Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu để hưởng lương hưu cao nhất? Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, về nguyên tắc, lương hưu được tính trên cơ sở mức đóng thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Mức đóng bảo hiểm xã hội càng cao, thời gian đóng càng dài thì mức hưởng lương hưu sẽ cao hơn. Điều 56 và Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức lương hưu hàng tháng đối với người đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có công thức. Lương hưu hàng tháng bằng tỷ lệ hưởng nhân mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội đủ 20 năm thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2%, tối đa 75%. Tương với số năm đóng bảo hiểm xã hội nhất định thì tỷ lệ hưởng của mỗi lao động sẽ khác nhau. Tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nữ, thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm thì được hưởng 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm thì cộng thêm 2%, tối đa 75%. Với cách tính trên thì lao động nam muốn hưởng lương hưu tối đa phải đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 35 năm, lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 30 năm để hưởng lương hưu mức tối đa. Mặt khác, lương hưu sẽ được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.